Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Chú nhím một phút. Có một chú nhím rất vui vẻ, thông minh, hòa đồng. Chỉ mỗi tội hay lề mề, mỗi lần làm việc gì cậu cũng xin thêm một phút, lâu dần thành thói quen. Nhím, dậy đi học mau lên con, trễ giờ rồi kìa. Cho con ngủ thêm một phút nữa thôi đi mẹ. Bữa nay cậu lại ngủ nướng hả? Ừ, ngượng quá. Thôi, cậu mau chép bài đi. À, trưa nay mẹ mình làm bánh đó, tan học. Cậu qua nhà mình cùng ăn nha. Nhất định rồi, mình hứa mà. Đợi mình một phút, mình chơi nốt nha. Bạn hứa nha, mình đợi bạn ở nhà đó. Nhím làm gì mà lâu đến thế chứ? Đói quá. Sóc ơi, cậu làm sao thế? Còn giận mình vụ hôm bữa hả? Không ổn rồi Nhím ơi. Nhà mình sắp phải chuyển đi nơi khác. Mình không muốn chút nào đâu. Đúng rồi, mình phải vẽ tặng Sóc một bức tranh thiệt đẹp mới được. Trời ơi, trễ giờ mất rồi. Nè Nhím, cậu chạy đi đâu mà vội vàng thế? Mình phải đuổi cho kịp bạn Sóc, nói chuyện sau nha. Cả nhà Sóc lên xe đi được một lúc rồi, cậu có đuổi theo cũng không ích gì đâu. Sóc ơi, mình chưa tặng quà cho cậu mà, biết bao giờ mình được gặp lại bạn đây. Thời gian quý lắm con à. Dù chỉ là một phút, con cũng phải tận dụng để không lỡ mất việc gì. Từ đó Nhím thay đổi hẳn, làm việc gì cậu cũng nhanh nhẹn và không bao giờ xin thêm một phút nữa. Mẹ ơi, con đi câu cá nha. Nhím ơi, ba mẹ cho mình về thăm cậu nè. Hay quá, cuối cùng mình cũng được gặp lại cậu rồi. Vậy bây giờ tụi mình đi câu cá nha.